Thưa quý vị khán giả, tuần qua đêm 27 và 28 tháng 2, khu vực vịnh Manila của Singapore đã chìm trong biển ánh sáng và màu sắc rực rỡ của lễ diễu hành đường phố Chingay 2015. Lễ hội Chingay bắt đầu từ năm 1973. Đây là lễ hội thường niên tại Singapore. Tuy nhiên, năm nay lễ hội Chingay trở thành một trong loạt sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm quốc khánh của đảo quốc sư tử. Với chủ đề Chúng ta yêu Singapore, chương trình biểu diễn của lễ hội Chingay 2015 gồm 4 phần chính, thể hiện cái nhìn trân trọng với quá khứ cũng như bày tỏ khát vọng và mong ước hướng đến tương lai của người dân Singapore. Lễ hội được bắt đầu bằng màn trình diễn nhảy hiện đại của hàng ngàn nghệ sĩ không chuyên trong trang phục gắn hoa đến từ các khu vực dân cư trên khắp Singapore. Gần 1 triệu bông hoa như vậy đã được 500.000 người dân Singapore làm từ nguyên liệu là túi ni lông tái chế từ cách đây gần 1 năm. Năm nay có gần 4.000 người từ 14 quốc gia trên khắp thế giới về đây để tham gia lễ hội. Việt Nam cũng tham gia Chingay năm nay với các nghệ sĩ đến từ nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, với điểm nhấn là áo dài và văn hóa nghệ thuật cồng chiêng Tây Nguyên. Bên cạnh các sự kiện lớn nhằm kỷ niệm 50 năm độc lập Singapore, các hoạt động khác cũng tạo nên nét độc đáo tại đây, ví dụ như Project of People, các quầy nhỏ được gọi là Art Connector tại các trung tâm mua sắm lớn. Khách đến có thể chụp hình bằng một ứng dụng từ iPad và sau đó vẽ lại khuôn mặt mình bằng bút vẽ ngay trên màn hình. Tôi không tham gia sự kiện này thường xuyên, nhưng vì đây là một sự kiện lớn kỷ niệm 50 năm độc lập của Singapore nên tôi mới tham gia. Tuy không đóng góp được gì nhiều cho đất nước, nhưng những gì mà tôi làm trong sự kiện này cũng thể hiện được phần nào lòng yêu nước dành cho một đất nước tuy nhỏ nhưng đã gặt hái được nhiều thành công lớn. Chị Cindy Phan Thanh Tuyền, người Việt Nam đã nhập tịch Singapore 15 năm nay, theo chồng đến Singapore đã 18 năm. Tôi tình cờ đi shopping ở cái chỗ cái mall này cho nên tôi thấy các hoạt động của SG50 rất là thú vị. Cho nên tôi cũng tham gia các hoạt động này thì tôi thấy cái vẽ cái chân dung của mình trên mạng rồi in ra thì nó là một cái hoạt động rất là thích thú. Các hình này sẽ còn được lưu giữ tại Thư viện Bảo tàng Singapore và được chọn ngẫu nhiên để tạo ra một bức tranh khổng lồ dài 290m đặt từ ga tàu điện ngầm trung tâm kéo dài đến Viện Bảo tàng trên đường Coleman. Đây là một công trình nằm trong dự án con đường kỷ niệm dài 8 km. Trong năm 2014 đã có khoảng 424.000 lượt du khách từ Việt Nam đến Singapore, tăng 11% so với một năm trước đó. Việt Nam hiện đứng thứ 13 trong danh sách các nước có lượng khách du lịch đến Singapore nhiều nhất. Theo số liệu thống kê của Ủy ban Du lịch Singapore, đã có tổng cộng 15,1 triệu du khách quốc tế đến đảo quốc sư tử trong năm qua, giảm 3,1% so với năm 2013. Theo Ủy ban Du lịch Singapore, sự sụt giảm nói trên có thể là do số du khách truyền thống đến từ các nước như Trung Quốc, Malaysia, Australia và Indonesia đều giảm, lần lượt là 24%, 2%, 4% và 2%. Tuy nhiên, tổng số tiền mà du khách quốc tế chi khi ở Singapore vẫn giữ nguyên như mức một năm trước đó, là 23,5 tỷ đô la Singapore, tương đương 17,27 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu do lượng tiền chi của mỗi du khách tăng. Hiện năm thị trường có lượng du khách đến Singapore lớn nhất là Indonesia, Trung Quốc, Malaysia, Australia và Ấn Độ. Công dân các nước này cũng là những người chi tiêu mạnh tay nhất tại Singapore. Cứ đến tháng 2 hàng năm, vùng Yukon phía Bắc Canada lại diễn ra cuộc thi đóng băng tóc và tạo kiểu vô cùng độc đáo. Với nhiệt độ âm 30 độ C, các thí sinh đã có những kiểu tóc như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây với chúng tôi. Cuộc thi đóng băng tóc yêu cầu người chơi phải ngâm mình trong bồn nước nóng 40 độ trong khi nhiệt độ ngoài trời là âm 30 độ C. Chỉ sau vài phút, sự chênh lệch nhiệt độ sẽ giúp tóc của họ dễ dàng bị đóng băng và biến thành những hình thù độc đáo. Trong cuộc thi năm nay, chức vô địch đã thuộc về 3 thí sinh Fanny Carrick, Milena Gugot và Maxime Guyot-Bicham. Tất cả đều đến từ Quebec, Canada. Thưa quý vị, ngày trăng tròn đầu năm mới âm lịch, tức là Tết Nguyên Tiêu, đối với người Trung Quốc cũng là ngày chính thức khép lại những ngày Tết Nguyên Đán. Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, nhằm ngay rằm tháng Giêng, hàng ngàn người dân ở Đài Bắc, Đài Loan cùng du khách các nơi đã tề tụ để mừng Tết Nguyên Tiêu bằng một lễ hội hoa đăng đặc sắc. Tối ngày 5 tháng 3, lễ hội Hoa Đăng Đài Loan năm 2015 đã chính thức khai mạc. Giống như nhiều thành phố châu Á, Đài Loan tổ chức lễ hội thả đèn trời hàng năm trong dịp Tết Nguyên Tiêu. Đèn lồng thường được làm bằng giấy và có một ngọn nến bên trong. Trong lễ hội, những chiếc đèn lồng được thả lên trời sau khi được viết vào giấy đèn lồng những mong muốn ước nguyện của người thả với niềm tin là mong muốn của họ bay lên trời và được chuyển giao cho thần thánh. Hôm nay tôi nghỉ làm để tham gia lễ hội Hoa Đăng. Âm thanh ánh sáng và các màn vũ hội đều rất đặc sắc. Có rất nhiều kiểu lồng đèn to và mới mà tôi chưa thấy bao giờ, nhưng tôi thích lồng đèn truyền thống hơn. Hàng trăm lồng đèn cỡ nhỏ có kích thước bằng một người cũng đã tề tụ về lễ hội Hoa Đăng. Rất nhiều lồng đèn được trang trí theo hình con dê, con giáp của năm âm lịch này. Tôi đến từ một làng quê nhỏ, quê của tôi cũng có hội Hoa Đăng, nhưng không hoành tráng như thế này. Lễ hội Hoa Đăng là lễ hội truyền thống của người Trung Quốc trong ngày Tết Nguyên Tiêu, tức là ngày rằm tháng Giêng. Lễ hội kéo dài đến hết ngày 8 tháng 3.
Vào ngày 4 tháng 3 vừa qua, nhà xuất bản Trẻ đã chính thức khai mạc chương trình tháng 3 sách trẻ. Không phải là một hoạt động tập hay vẫn được đông đảo độc giả chào đón với nhiều hoạt động thú vị, ý nghĩa và nhiều tựa sách đáng mong chờ. Ông Nguyễn Minh Nhật, giám đốc kiêm tổng biên tập nhà xuất bản Trẻ cho biết, chương trình tháng 3 sách trẻ năm nay là sự hội tụ tác phẩm của nhiều cây viết trong và ngoài nước với hơn 430 tựa sách, trong đó có 250 tựa tái bản của nhiều tác giả nổi tiếng tại Việt Nam và trên thế giới như Nguyễn Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Tư, Hồ Anh Thái, Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Vương Hồng Sển, Nguyễn Văn Trung, J.K. Rowling, Agatha Christie, Colin McCullough. Đặc biệt trong tháng 3 này, nhà xuất bản Trẻ giới thiệu gần 200 tựa sách mới là tác phẩm của các nhà văn nổi tiếng được nhiều độc giả mến mộ như truyện dài Bảy Bước Tới Mùa Hè của Nguyễn Nhật Ánh, Tản Văn Đông Tấm Lòng của Nguyễn Ngọc Tư, Ga Ký Ức Phong Điệp, Bên Dòng Sầu Diện Nguyễn Đình Tú, Thiên Đường Ảo Vọng Nguyễn Trí, Rụng Xuống Ngày Hư Ảo Đỗ Phấn. Bên cạnh đó, nhiều quyển sách hồi ký, bút ký của các nhân vật nổi tiếng cũng được xuất bản trong tháng 3 này như Tư Duy và Chia Sẻ của nhà ngoại giao Tôn Nữ Thị Ninh, Tự Truyện của Phó Tổng Thanh tra Nhà nước Mai Quốc Bình, Động Lực và Trăn Trở, Tập Bút Ký của Trung tướng Phan Thu, Cuộc Đối Đầu Không Cần Sức, Biển Xanh Màu Lá của nhà văn quân đội Nguyễn Xuân Thủy, v.v. Dù là rất khó khăn, nhưng chúng tôi kiên trì làm văn học tuổi 20 và làm bệ phóng và chấp nhận thiệt thòi và kinh doanh để ủng hộ cho những tác phẩm của những tác giả trẻ, của những tác giả, những cây viết đầu tay. Nhiều tựa sách mới trong tháng 3 kỳ này là những tựa sách của các tác giả nổi tiếng luôn chiếm được cảm tình của độc giả trong mỗi tác phẩm mới. Đồng thời, còn là những tựa sách kinh điển từ lâu được độc giả săn lùng, nay cũng được nhà xuất bản Trẻ tái bản lại. Chẳng hạn như Kira Kira, Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết, v.v. Chuyên mục Thế Giới Trong Trang Sách chúng tôi sẽ liên tục gửi đến quý vị những thông tin và cảm nhận về những tựa sách hay này. Mời quý vị đón xem. Thưa quý vị khán giả, cùng với những thông tin trong chuyên mục Lăng Kính Văn Hóa và Thế Giới Trong Trang Sách mà chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã khép lại chương trình Chìa Khóa Showbiz của tuần này. Và với những thông tin về văn hóa, văn nghệ và giải trí, anh Khoa cũng như những người thực hiện chương trình, hy vọng quý vị đã có những phút thư giãn cùng với chúng tôi. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Thân ái, chào, tạm biệt.